Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi số 75, chuyện con cá. Tiền thân Masa, nội sấm Bajuna. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về cơn mưa do chính Ngài làm. Một thời, theo truyền thuyết, tại nước Kosala, trời không mưa, mùa màng khô héo, chỗ này chỗ kia, ao hồ, bể nước đều khô cạn. Ngay cả hồ Kỳ Viên cũng khô cạn nước. Các loài cá, rùa, đi vào đám bùn, nằm mắc cạn, rồi quạ, diều hâu vân vân đến, với mỏ như lưỡi giáo, mổ chúng, kéo chúng ra và ăn chúng đang còn vùng vẫy. Bậc đạo sư thấy cá rùa mắc nạn ấy, với từ tâm, Ngài xúc động suy nghĩ: hôm nay ta phải làm mưa. Khi đêm đã qua, tắm rửa thân thể xong, xét đã đến giờ khất thực, với đại chúng tỷ kheo dây quanh, với quy nghi của một đức Phật, Ngài đi vào thành Xá Vệ để khất thực. Sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực từ Xá Vệ trở về, Ngài đi đến Tinh Xá, đứng trên tầng cấp của hồ Kỳ Viên, bảo trưởng lão Ananda: này Ananda, hãy đem áo tắm đến đây, ta sẽ tắm trong hồ Kỳ Viên. Nhưng bạch Thế Tôn, hồ Kỳ Viên đã cạn nước, chỉ có bùn còn lại. Này Ananda, Phật lực rất lớn, hãy đem áo tắm lại. Trưởng lão đem áo tắm và đưa cho bậc đạo sư. Bậc đạo sư với một đầu áo quấn quanh thân dưới và một đầu áo che thân trên, đứng trên tầng cấp và nói: ta sẽ tắm ở hồ Kỳ Viên. Trong thời khắc ấy, chiếc ngai bằng tảng đá vàng của Thiên Chủ Đế Thích trở thành nóng. Đế Thích tìm hiểu nguyên nhân, biết được lý do, liền cho gọi thần mưa, thần mây và nói: này các thần, bậc đạo sư đứng trên tầng cấp chính muốn tắm ở hồ Kỳ Viên. Hãy cho mưa đổ xuống gấp thành một dòng khắp tất cả nước Kosala. Dâng theo lời Đế Thích, thần mây và thần mưa lấy một đám mây mặc vào như mặc đồ lót, lấy một đám mây khác che thân và hát lên bài ca dông tố. Vì ấy dục ra đi, mặt hướng về phương đông. Ở phương đông khởi lên một đám mây lớn bằng sân đập lúa. Đám mây ấy lớn dần lên cho đến bằng 100, 1000 sân đập lúa, và nó làm sấm, làm chớp, đổ nước xuống xứ Kosala như một dòng sông lớn. Cơn mưa không gián đoạn, và trong giây lát nước ngập đầy hồ Kỳ Viên. Khi chạm đến tầng cấp cao nhất thì nước dừng lại. Bậc đạo sư tắm trong hồ sông, mặc đôi y màu đỏ, buộc cái nịch thân, đắp đại y thiện thệ vào một bên vai. Với chúng tỷ kheo dây quanh, Ngài đi đến hương phòng, ngồi trên Phật tọa được trang hoàng đẹp đẽ. Và khi chúng tỷ kheo làm xong phận sự, bậc đạo sư đứng dậy. Từ trên tầng cấp châu báu của bảo tọa, Ngài khuyên giáo chúng tỷ kheo và cho họ giải tán. Rồi Ngài vào hương phòng, nằm phía hông bên phải như dáng nằm của con sư tử. Vào buổi chiều, khi chúng tỷ kheo tụ hội tại Pháp đường, họ nói đến sự thành tựu đức nhẫn nhục, từ bi, lân mẫn của bậc đạo sư. Khi mùa màng bị khô héo, khi các hồ đều ráo cạn, khi các loài cá, loài rùa gặp đau khổ lớn, vì lòng thương xót muốn cứu chúng thoát khổ, Ngài mặc áo tắm đứng trên tầng cấp cao nhất của hồ Kỳ Viên, và chỉ trong thời gian ngắn làm mưa xuống, khiến toàn xứ Kosala tràn ngập dòng nước lớn, giải thoát đại chúng khỏi đau khổ về thân, về tâm, rồi trở về Tinh Xá. Khi câu chuyện nói đến đó, bậc đạo sư từ hương phòng đi ra, đến Pháp đường và hỏi: này các tỷ kheo, các ông ngồi họp lại ở đây và đang bàn vấn đề gì? Khi nghe câu chuyện ấy, bậc đạo sư nói: này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Như Lai mới làm mưa cho đại chúng khỏi mệt mỏi. Thuở xưa, khi sanh làm thú vật, khi làm vua loài cá, Như Lai cũng đã làm trời mưa rồi. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở trước, trong nước Kosala, ở Xá Vệ này, tại chỗ hồ Kỳ Viên, có một hồ chằng chịt những cây leo. Bồ Tát sanh ra làm con cá, với đàn cá dây quanh sống tại đấy. Giống như nay vậy, trong xứ ấy trời không mưa, mùa màng của dân chúng bị khô héo, các ao hồ cạn nước, các con cá, con rùa bị mắc cạn. Trong hồ này, các con cá mắc cạn trong bùn, ẩn núp tại những chỗ ấy. Các con quạ đến nơi, mổ chúng với cái mỏ, đem chúng lên và ăn chúng. Bồ Tát thấy bà con mình gặp tai nạn ấy, tự nghĩ: ngoài ta ra,
không một ai khác có thể cứu chúng thoát khỏi cảnh khổ này. Ta hãy làm một hành nói lên sự thật, khiến trời mưa và giải thoát bà con ta khỏi cảnh khổ phải chết này. Rẽ bùn đen ra làm hai, Bồ Tát đi lên. Đó là một con cá lớn đen đuổi với bùn, như một cái hộp làm bằng lõi cây mung. Bồ Tát mở mắt như hòn ngọc được rửa sạch, nhìn lên trời và nói với Bajuna, vua chư thiên: Này bạn Bajuna, ta đau khổ vì bà con ta. Khi ta, một bậc giữ giới, bị đau buồn, làm sao bạn lại không làm trời mưa? Vì ta, dầu sinh ra trong loài phải ăn thịt bà con, từ thuở ban đầu là con cá nhỏ, ta cũng không bao giờ ăn một con cá chỉ bằng hột gạo, cũng không bao giờ đoạt mạng sống của một sinh vật khác. Với sự thật này, hãy làm cho trời mưa và giải thoát bà con ta thoát khỏi đau khổ. Sau khi nói vậy, như ra lệnh cho nô tỳ hầu hạ, Bồ Tát nói với Bajuna, vua chư thiên, bài kệ này: Nổi sấm Bajuna, chận họa gây tai hại, hãy làm họa sầu muộn, giúp ta khỏi sầu bi. Như vậy, Bồ Tát bảo Bajuna làm mưa lớn trong toàn nước Kosala và giải thoát đại chúng khỏi đau khổ vì phải chết. Và khi mạng chung, Bồ Tát đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ có nay Như Lai mới làm trời mưa. Hồi trước, khi sinh làm con cá, ta cũng đã làm trời mưa rồi. Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, đàn cá là hội chúng Đức Phật, vua chư thiên Bajuna là Ananda và vua loài cá là ta vậy. Ha ha ha, 问什么的说呵。